Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của mình. Tại sao mình làm cái clip này? Đó là mình có một cái điều đặc biệt chia sẻ với những bạn chơi sen. Một cái bí mật mà hầu như không ai biết được hoặc là rất là ít người để ý. Đó là cái sự ngủ của sen. Đây, mọi người thấy cái con hạc này không? Ban ngày bình thường nó sẽ xòe ra hết, nhưng mà ban đêm á, nó ngủ nó sẽ cúp cánh lại. Nó gọi là curvy curvy curl lên á, nó curl cái cánh nó lên, nên nó uống lại, nó cúp mẹ lên luôn. Thì mọi người thấy nó giống như cái kiểu nó ngủ, mình không hiểu làm sao, nhưng mà nó sẽ, nó giống như là nó tạo một cái vòng bảo vệ cho cái đọt của nó vậy đó. Đây, hoặc là do cái điều kiện khí hậu ở mình nó lạnh thì ở đây nó sẽ có một cái con rõ hơn, đó là cái con hạc khổng lồ của mình. Để mọi người xem nó nè, cái con hạc 75 cm của mình ấy, nó sẽ curve cái cánh lại luôn, nó uốn vòng lên luôn, nó tạo thành một cái máy vòm luôn. Thì đây, cái cánh này đến sáng nó sẽ cúp lại luôn này, nó cúp lại. Và khi cái này nó nắng nó lên á, khi mặt trời lên rồi á, đủ độ ẩm ấm á, thì cái cánh nó lại xòe ra, nó tạo thành như bình thường. Nên nếu mà bạn nào mà không, mình cũng có thể là mình để ý nha, chỉ có những cái con hạc lớn, kích thước lớn, nó mới có cái hiện tượng này rõ rệt, chứ còn những con hạc nhỏ thì mọi người sẽ rất là khó thấy. Ví dụ như con hạc này của mình này, con hạc bé này, thì nó sẽ khó mà thấy được cái hiện tượng đó. Nó vẫn giữ cái form như bình thường, hoặc là mình không thấy được cái sự ngủ của nó, mình không thấy sự ngủ của nó giống như cái con lớn kia. Và có một cái đặc biệt nữa là khi nó cơ cánh nó lên vậy á, nó cuốn cánh nó lên như vậy á, thì phấn sẽ không bị trầy. Mình để ý 3 ngày nay rồi, mình sẽ thấy phấn của nó sẽ không bị trầy. Nó gần như nó có một cái nó gần như có một cái quy luật hay là một cái điều bí ẩn gì đó, nhưng mà khi nó curve lại như vậy á, cái phấn của nó sẽ vẫn còn nguyên, cái lớp phấn của nó sẽ không bị trầy nha mọi người nha. Đây, mọi người nhìn thấy rõ không? Đó, cái phấn của nó sẽ giữ nguyên như vậy. Và mình khi mà nắng nó lên tầm khoảng chừng 10 giờ đến 11 giờ thì cái lá nó sẽ trải đều ra hết tất cả mọi thứ. Ngày mai mình sẽ làm lại một cái clip. Mình sẽ làm một cái clip khác để mình nói cho mọi người thấy, mình quay cho mọi người thấy được rõ là cái con hạc này nó sẽ open, nó sẽ mở cánh nó ra, nó xòe ra hết cỡ luôn. Đó. Còn cái clip này thì nó đang ngủ, lúc này khoảng chừng là 10 giờ đêm. Nó đang ngủ. Thì mình mới bật điện lên thôi. À, vườn sen của mình sẽ không bật điện buổi tối nha. Bởi vì cái giờ đó là cái giờ cái cây sen nó đang ngủ, thì mình sẽ không có tác động đến nó bằng ánh sáng để nó phải thức lại như vậy. Này, rồi chào tạm biệt mọi người. Đây là một cái clip ngắn thôi. Mọi người sẽ có những cái câu hỏi nào đó thì có thể post comment cho mình biết được. Cảm ơn mọi người.